Đấy, hôm nay anh em tôi ra phố đi giải ngố giải ngố. Đấy, cơ bắp ấy, cơ bắp ấy. Rất là cơ bắp. Không có khẩu trang à? Chú không có khẩu trang ấy. Đây, anh em ơi. Hiện tại hai anh em đang đi ra, nó gần cái gọi là một cái cây để mua nước. Minh Câu được nhìn này bao giờ chưa? Chưa. Đây, đi ra đây anh cho xem. Đây. Đây anh em nhìn này, đấy. Chắc chắn là lần đầu tiên thằng Minh Câu được xem cái loại máy gọi là mua tự động, đấy, mua nước tự động. Thôi nhưng mà cái này sao lại á, giấy tiền các em ơi. Đây. Đây chỗ này là giấy tiền anh em này. Đấy, chỗ này là chỗ rút tiền này. Đút tiền vào đây để lấy nước. Minh à. Rút tiền này đây để lấy nước. Ôi giời. Có tiền đấy có mua được. Đâu anh xem này, anh xem tiền gì? Tiền này mua sao được. Ôi giời, anh em ơi. Đấy. Ông Minh Phao Câu giờ lại còn có cả tờ 10.000 ngày xưa này không mua được em ạ. Không mua được. Phải dùng cái loại tiền này, polymer bây giờ mới dùng được. Nếu không có thì đây anh đưa cho này. À. À, đấy đúng không? Đấy nhá, đây anh bảo này. Tiền rút vào đây này. Đấy. Còn sau này sẽ ví dụ như là một chai nước lọc này có 5.000 này. Đấy, chai dưới là 10.000 này. 10.000 này. Đấy. 10.000 hết, toàn 10.000 với 5.000 thôi. Đấy, cho nên nó rất là dễ. Rồi, bây giờ thì mình có câu sẽ mua đi. Hả? À cái này cái gì? Cái này thì bấm. Đấy, nó là số thứ tự này. Ví dụ như 11 thì em bấm. Em bấm 11 ấn enter. Đấy, nó sẽ ra đấy em ơi. Nè, em nhìn thứ tự chưa? 21 này là trà này, đúng không? 22 10.000 cũng là trà này. 23 10.000 cũng là trà này. 10.000 chai spy này, 7 up kìa, đúng không? Đấy, 10.000 nó có số thứ tự này, 24 này. Đấy, bây giờ em muốn lấy 24 nhá thì em sẽ bấm này. 24 enter. Đấy, là nó sẽ chạy ra. Nhưng bây giờ là mình chưa cho tiền vào nhá. Chưa cho tiền vào thì nó sẽ không ra được. Đấy. Bây giờ em đút vào đi. Em đút vào em làm như thế anh xem này. Biết chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, hiểu rồi đấy. Em rút 10.000 rồi đấy. Đấy. À, đấy, bây giờ em chọn số trong đây này. Ui. Cái gì rơi ra đấy? Ôi, mất 10.000 rồi, chưa kịp bấm đã mất 10.000 à? Chắc hộp 10.000 rơi ra. Không bấm lấy ra đi. Đấy là xu, tiền ở trong này. Đây này, nó chui trong này rồi. Đây, mở ra. Mở ra. Bây giờ lại còn không biết ở chỗ nào. Đấy. Đấy. Thế là được chai 7 up. 5 chai nữa đi em. 5 chai nữa đi. Mỗi anh em một chai. Chai nữa đi, khát nước uống. Lần đầu được ra phố không ạ? Mua cái gì? Bấm chạy đi. Bấm cái gì bao tiền? Bấm cái lỗi. Bấm cái lỗi thẳng đi em. Bấm cái 7.000 đi, bấm 7.000, 5.000, bấm 5.000. Đấy, cho tiền vào đấy. Đấy, bây giờ em nhìn số kia là bao nhiêu là lấy ra chắc. Đơn giản nhỉ? Cháu ấy mời bác. Này, thằng bé này chắc là siêu lắm này. Siêu hơn chú Minh Câm rồi. Thế là mình phải bỏ tiền vào đấy hả cháu? Dạ. Phải bỏ tiền vào. Bỏ tiền vào cái. Vâng. Bấm lấy cái nào. Tiếp cái màu đi. À đấy, thằng bé này anh giỏi à. Đấy. Nó siêu nha bác nhỉ. Quá giỏi luôn đấy. Đấy, hai chai mỗi em một chai rồi nhỉ. Đấy, chú uống cái này đi. Anh uống cái này á. Cảm ơn nhé. À, hai bác đi thể dục.